Hà Tĩnh hiện có 332.600 trẻ em, chiếm 25,6% dân số, trong đó trẻ em dưới 6 tuổi là 128.950 em, trẻ em hoàn cảnh đặc biệt 3.490 em, trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt 19.700 em. Thời gian qua, công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, nhân dân và toàn xã hội quan tâm. Tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em lồng ghép các mục tiêu về trẻ em vào nghị quyết kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm, qua đó tạo điều kiện để trẻ em được chăm sóc toàn diện về sức khỏe, học tập, vui chơi giải trí, phát triển tài năng. Việc huy động và sử dụng nguồn lực để thực hiện các mục tiêu vì trẻ em ngày càng đi vào chiều sâu và phát huy hiệu quả. Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Ngọc Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã nêu một số khó khăn trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em trên địa bàn tỉnh đồng thời đề xuất các ban bộ ngành trung ương tiếp tục quan tâm xây dựng chính sách về trẻ em, phân bổ ngân sách hàng năm phù hợp với việc thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch bảo vệ trẻ em nói chung và công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em hoàn cảnh đặc biệt nói riêng. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang, trưởng đoàn kiểm tra, ghi nhận đánh giá cao những kết quả của Hà Tĩnh về thực hiện quyền trẻ em trên địa bàn trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị tỉnh tiếp tục triển khai có hiệu quả các văn bản liên quan đến công tác trẻ em hiện nay tăng cường phối hợp với các cấp ngành trong việc thực hiện quyền trẻ em, coi trọng thực hiện quyền tham gia của trẻ em ngay từ gia đình, quan tâm giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em, ban hành nghị quyết chuyên đề và tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện luật trẻ em và quyền trẻ em, đưa kết quả thực hiện luật trẻ em và quyền trẻ em trở thành một trong những tiêu chí đánh giá kết quả phát triển kinh tế xã hội của địa phương hàng năm.